Thì chào các bạn nhé. Đây, kênh Đào. Cảnh của nó rất là trắng em. Có mấy cảnh này. Tại đang vừa mới là tháng 9 âm lịch nè. Nó chưa có cái gì đâu. Chưa thấy có hoa gì cả. Đây, chỉ nhìn thấy cái cảnh không rồi. Đấy. Hiện tại có mấy cái cảnh này là mình quay khá là nhiều. Review khá là nhiều cho các bạn xem rồi. Đây này. Để mình góc này là 2-3 năm trước vừa rồi ấy, mình hay lên mua chặt. Để tháng 9 âm lịch mà táo mèo vẫn còn đây mọi người. Đây có mấy cái táo ở trên này, lúc nãy mình đi vào nó rụng rất là nhiều. Dân là chưa hái, chưa nhặt đi bán. Với năm nay táo mất giá nên là dân không mang đi bán. Đây có mấy quả nhỏ nhỏ này, đắt đắt này. Nếu mà có giá thì mấy quả này hái hết. Đây. Đây mấy gốc này. Mấy gốc này lại mọc thêm một cây này. Còn nhà dân ở dưới này nhé. Đây. Đây bên kia là chỗ cây đỉnh. Cao. Đỉnh cao sang phía bên trong là trên kia là một cái đỉnh đồi nhé mọi người. Sang phía bên trong là đất của Văn Bản, đất của Lào Cai rồi. Ánh nắng bắt đầu lên trên các sườn núi. Buổi sáng ở đây lạnh lắm mọi người ạ. Đây buổi sáng ở đây chỉ có 15-16 độ thôi. Còn đêm qua ngủ mình xem thì có 10 độ à. Đây vẫn có mấy cây táo này, vẫn còn quả này này. Đây quả này, người ta ăn chưa hai.